Ca sĩ Thùy Dung khóc trên sóng VTV sau nhiều năm rời showbiz. Ca sĩ Thùy Dung bật khóc khi em trai nhắc đến người cha quá cố trong phút giây cả gia đình đoàn tụ trong chương trình Khách sạn 5 sao. Ca sĩ Thùy Dung cùng em trai là khách mời của chương trình Khách sạn 5 sao phát sóng trưa ngày 26 tháng 5 trên VTV. Từng là ca sĩ và nghệ sĩ piano rất thành công, là người thể hiện ca khúc nhạc phim nổi tiếng trong series phim Cảnh sát hình sự, nhưng nhiều năm qua Thùy Dung rời xa showbiz, tập trung vào công việc dạy piano và thanh nhạc. Xuất hiện trong chương trình Khách sạn 5 sao, chị chia sẻ, tôi sinh ra để trở thành một nghệ sĩ piano và sau đó được trở thành một ca sĩ. Hai câu chuyện song hành với nhau để làm nên tên tuổi Thùy Dung cho đến tận bây giờ. Ba tôi có tình yêu piano đặc biệt, khát khao lớn đến mức ông đặt hết tình yêu vào tôi và cây đàn. Khách sạn 5 sao đã dành bất ngờ lớn cho ca sĩ Thùy Dung khi mời em trai chị tới chương trình. Anh Nguyễn Tuấn chia sẻ về tuổi thơ dữ dội của hai chị em trong khu tập thể cũ ở Trung Tự. Chị Dung khá cá tính, mạnh mẽ, hay đứng lên bảo vệ em trai, đặc biệt là các bạn hàng xóm bị bắt nạt. Chuyện chị Dung ăn trộm ở nhà hàng xóm bị đưa ra ở cuộc họp tổ dân phố khiến mẹ tôi phải đi xin lỗi mấy nhà, anh kể. Anh Tuấn nói chị gái là người hướng ngoại, sôi nổi, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất lãng mạn. Thùy Dung thích cắm hoa và sống trách nhiệm với gia đình, người thân. Chị Dung là người có thế mạnh kết nối các thành viên trong gia đình nhỏ và đại gia đình lớn với nhau, anh Nguyễn Tuấn nói. Anh Tuấn mang tới chương trình chiếc hộp đựng những kỷ vật vật của người bố đã khuất. Ông là người sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời làm nghệ thuật của ca sĩ Thùy Dung. Chiếc đồng hồ gợi nhắc về khoảng thời gian một năm nhiều cảm xúc nhưng cũng áp lực khi hai chị em thay nhau chăm sóc bố khi ông bị ung thư phổi di căn. Trong khách sạn 5 sao, gia đình Thùy Dung đã tạo bất ngờ lớn cho nữ ca sĩ với ánh nến lung linh tượng trưng cho khoảnh khắc đoàn tụ đặc biệt khiến nữ ca sĩ xúc động. Thùy Dung sau đó đã thể hiện ca khúc Mình yêu nhau như ngày xưa trên nền nhạc piano với sự cổ vũ của những khán giả, đặc biệt là người thân và ekip chương trình Khách sạn 5 sao. Nhiều năm rời xa sân khấu, Thùy Dung hiện mở trường nghệ thuật đào tạo thanh nhạc và chơi piano. Ca sĩ Thùy Dung sinh năm 1973 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Thùy Dung học piano từ năm 4 tuổi và mê ca hát từ khi biết nói. Năm 1990, chị đoạt giải 3 cuộc thi piano chuyên nghiệp toàn quốc. Năm 1991, chị đoạt giải nhì cùng Ngọc Sơn và Y Moan trong cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc, Thanh Lam đoạt giải đặc biệt. Hồng Nhung và Mỹ Hạnh đoạt giải nhất. Từ đó, Thùy Dung bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Trên sân khấu, hình ảnh một Thùy Dung ca sĩ luôn gắn với phong cách sang trọng khi vừa chơi đàn vừa hát đã gây ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.